Cấu trúc đề thi DELF TOEIC Public trình độ B2. Hiện nay chúng ta có một số thay đổi về định dạng đề thi DELF và DAN. Trong đó có một số thay đổi liên quan đến DELF B2. Ở dạng đề mới, bài thi nghe hiểu và đọc hiểu sẽ loại bỏ các câu hỏi mở và thay bằng câu hỏi trắc nghiệm. Các câu hỏi vrai ou faux vẫn sẽ được duy trì, nhưng thí sinh không cần chứng minh bằng cách trích dẫn đoạn văn. Tuy nhiên, để thí sinh thích ứng với dạng đề mới, trong giai đoạn chuyển giao từ năm 2020 đến năm 2023, chúng ta sẽ có cả hai dạng đề là dạng đề cũ và dạng đề mới. Một số thay đổi khác giữa dạng đề cũ và dạng đề mới sẽ được nêu rõ ở phần sau. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu cấu trúc đề thi DELF B2. Phần thi nghe hiểu sẽ kéo dài trong khoảng 30 phút. Thí sinh sẽ nghe và trả lời bản câu hỏi về đoạn nghe. Ở dạng đề cũ sẽ có 2 bài nghe. Ở bài 1, đoạn nghe sẽ là bài thuyết trình, diễn văn hoặc phim tài liệu, vân vân, và thí sinh có 2 lần nghe. Bài 2, thí sinh có 1 lần nghe và đoạn nghe có thể là phỏng vấn, bản tin hoặc phóng sự ngắn. Ở dạng đề mới có 3 bài nghe. Ở bài 1 và bài 2, thí sinh đều có 2 lần nghe. Đoạn nghe có thể là bài thuyết trình, diễn văn hoặc phim tài liệu, vân vân. Ở bài 3, thí sinh sẽ có 3 đoạn nghe nhỏ. Mỗi đoạn sẽ có 1 lần nghe. Đoạn nghe có thể là một đoạn phỏng vấn, bản tin hoặc phóng sự ngắn, vân vân. Phần thi đọc hiểu sẽ kéo dài trong 1 giờ. Thí sinh sẽ đọc và trả lời bản câu hỏi về các văn bản. Ở dạng đề cũ có 2 bài tập. Bài 1 sẽ là văn bản tin tức, bài 2 là văn bản nghị luận. Dạng đề mới sẽ có 3 bài tập. Bài 1 và bài 2 là văn bản tin tức hoặc nghị luận. Bài 3 là đọc hiểu ý kiến cá nhân của một người. Phần thi viết sẽ kéo dài trong 1 giờ. Viết một văn bản nghị luận xoay quanh một cuộc tranh luận, thư hành chính, bài báo nhận xét. Phần thi nói sẽ kéo dài trong 20 phút. Thí sinh có 30 phút chuẩn bị. Ở phần thi này, thí sinh sẽ giới thiệu và bày tỏ suy nghĩ cá nhân, bảo vệ quan điểm của mình xoay quanh một văn bản cho trước.